Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vy Bất Động Sản Bình Dương. Đầu năm mới, Huyền Vy chúc cho tất cả quý khách hàng một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, phát tài, phát lộc và vạn sự như ý ha. Thì để tiếp tục cập nhật sản phẩm mới và khai xuân, hôm nay em sẽ review một cặp nhà trọ 5m thuộc khu G Mỹ Phúc Bà, Bến Cát, Bình Dương để cho tất cả những quý anh chị nào mình muốn đầu tư nhà trọ thì cả nhà hãy xem hết video này ha. Và đây chính là trục đường NG1 ha. Và đây chính là căn nhà mà em nhà trọ mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn, bắt đầu từ mép nhà bên này sang vị trí bên này ha. Là diện tích là ngang 5, dài 30, tổng 150m², thổ cư 100%. Thì nhà trọ này gồm một căn nhà phía trước và 4 phòng trọ phía sau ha. Và đây chính là cái căn nhà trọ nhà phía trước. Căn nhà phía trước này là gồm một phòng khách. Đây chính là phòng khách nha cả nhà. Thì chủ nhà có lắp thạch cao rất là đẹp. Tiếp theo đó chính là phòng bếp. Phòng bếp này thì chủ nhà cũng đã lắp bồn rửa chén này, cũng như là bệ để bếp ga này. Tiếp theo đó chính là phòng vệ sinh nha cả nhà. Phòng vệ sinh nè. Và sau phòng vệ sinh đó chính là một phòng ngủ nha cả nhà nha. Đây chính là một phòng ngủ này. Và sau đây chúng ta đi lên gác lửng để chúng ta xem trên gác lửng ha. Thì trên gác lửng có một phòng thờ và một phòng ngủ ha. Thì nếu mà chúng ta ở một cả một gia đình thì ở một căn nhà phía trước này rất là thoải mái luôn, rất là thoải mái và đầy đủ tiện nghi. Còn nếu mà chúng ta không ở thì chúng ta cũng có thể là cho thuê nha. Hiện tại thì căn nhà phía trước này thì chủ đang để trống vì sợ cho thuê sẽ cũ nên khó bán ha. Đây cả nhà cũng thấy là một phòng ngủ với một phòng thờ nha. Nhà mới xây rất là đẹp luôn. Vì thế quý anh chị và các bạn, những ai mà muốn mua để ở cũng được, mà mua đầu tư cũng được. Đầu tư thì cái căn nhà phía trước này thì chúng ta cho thuê một tháng là 3,5 triệu một tháng nha. Đây là cái cửa đường luồng phía bên hông này. Đường đi vào phòng trọ thì là 1,2 m nha cả nhà, rất là rộng rãi luôn. Thì chúng ta tận dụng là phía trước đối diện là quỹ đất trống, thì sau này nếu mà xây thì cũng xây ốp lại với nhau. Đó, phòng trọ rất là mới ha, mới xây thì khoảng độ một tháng thôi. Ở đây có 4 phòng và hiện tại là 4 phòng đã cho thuê ở kín nha. Ở đây thu nhập là một tháng 1,3 triệu một phòng. Phòng trọ nhìn rộng rãi rất là đẹp. Đằng sau có 1 mét đường lối đi thoát hiểm này cả nhà. Đó, phòng trọ xây thiết kế rất là đẹp, rộng rãi, cao ráo. Phía trên thì chủ nhà cũng có lắp dây để phơi quần áo nha cả nhà. Vị trí của căn nhà trọ này khá là đẹp vì nó đối diện với khu biệt thự nha cả nhà. Khu biệt thự của khu G Mỹ Phước 3 luôn. Nên là vị trí này, hướng này thì hướng nam, mát mẻ nha cả nhà. Nên là rất là thuận tiện để chúng ta ở cũng được mà đầu tư cũng được. Điều đặc biệt nữa là căn nhà trọ này chạy lại với chợ thì khoảng tầm 300m thôi. Trục đường này là đường NG2 nha cả nhà. Thì chạy thẳng khu này 500m thì chúng ta sẽ tới với khu công nghiệp. Còn hướng quay ngược trở lại thì chạy khoảng 300m thì chúng ta vừa đến với chợ Chánh Phú Hòa nha cả nhà. Và trường tiểu học cũng cách đây khoảng 500m thôi, nên là rất là thuận tiện luôn. Nên quý anh chị và các bạn, những ai mà muốn đầu tư căn nhà trọ mà em vừa giới thiệu thì cả nhà hãy liên hệ theo số điện thoại cũng như là Zalo em ghi trên video nha. Cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe và xem hết video này. Chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc và bình an ha. Phát tài, phát học, vạn sự như ý. Em xin kết thúc video ở đây nhé. Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn.